Chào cả nhà ơi. Mình ấy bắp ăn nha cả nhà, xào bắp ăn nha cả nhà. Bữa nay là bắp xào ăn nữa nghe cả nhà. Đem xúc xích từ đây nè. Lẹ. Bắp ăn. Mình xào với xúc xích nha cả nhà. Bếp nữa. Bếp nữa. Đem hết hai bịch cho mẹ. Đưa đây. Cái giật chút chích ý mê lắm mà. Đây. Chút chích đây. Đó, nó dục vậy đó, nó dục phạch 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 vậy đó. Thôi khỏi cho ý ăn đi. Mềm quá. Hồi nữa em không cho ý ăn đâu. Em xào hai bà chút chích nha cái nhà. Nước trà nóng chết. Ngon. Ấp mới mới tốt kìa luôn nha nhà. Đúng rồi. Đúng rồi, gái cắt gót chủ. Đâu lúc nào không chạy đâu lại nè. Đây, nước trà đây. Không đâu làm trắng. Đúng không? Vô. Làm bắp xào ăn ngon hơn cái gì? Ngon hơn ba cái đồ chiên đó. Rồi, hai cái. Cái nào cũng ăn đấy. Mới rồi. Dài rồi. Sắp xong rồi nha cả nhà. Mình đi luộc cái nó mềm chín nha rồi mình mới xào thôi nha. Mình tắt nước rồi. Nước rồi mới thả gì. Nước nhọt à. Bột bắp nữa nha. Giờ đây mà chị đã chị gọi đèn. Cái gì vậy? Cóc có nhóc chân kìa. Bá chạy cóc con cóc nhóc chân rồi kìa. Thịt cóc sống luôn. Rồi ăn thịt cóc sống luôn kìa. Đây mình cũng bắt nước sẵn rồi nha cả nhà. Mình chuẩn bị sẵn rồi nha. Đây là xúc xích với hành nha. Và đây là bắp. Nước cũng lên tim rồi, thôi mình thả luôn nha cả nhà. Cứ kiếm như này kiếm ăn. Đi ra đây con nước văng đó. Đi ra đi vậy. Đun lửa nè, đun lửa đốt luôn. Cái chùm lửa đốt luôn. Nồi luôn nha cái nhà.
Cho nó mềm rồi mình mới dắt ra, mình lấy ra mình rửa lại cái mình mới xào luôn nha cả nhà. Rồi mình chuẩn bị mình xách xúc xích trước nha cả nhà. Xách xúc xích trước rồi mình mới để cho mẹ cái dĩa thôi. Rồi mình xách hành rồi để sẵn rồi mình xào nha. À, để cho mẹ cái dĩa. Đâu rồi? Ừ. Trời ơi, giỏi quá ta. Mới nha. Thôi em cái được rồi con. Một cái hà, mới lấy một cái hà. Ừ. Rồi hồi bẻ dĩa rồi ngoại xuống quýnh nè. Nghe không ý? Nghe má. Rồi được rồi, con. Rồi cái gấp con đi chơi đi. Nó gấp đi, gấp củi đi. Cái này mà sắp không kỹ nó gãy luôn. Trời ơi bà ngoại ơi, bà ngoại quýnh đi bà ngoại ơi. Đúng đồ luôn lọ luôn đó con. Chừng lỏ không ấy nha. Xách trước đây đi. Nha mấy. Chừng lỏ nghe ngon lỏ mình nãy ghê đó. Chết mẹ luôn hả? Thôi à, vô đó té rồi con. Dịp dịp mấy cái miếng miếng lá vô. Không có đè đó. Con ở đó chọt té luôn đó. Lụm mấy miếng tờ vừa cho mẹ coi. Xơi coi cho nó chín đều ấy.
lên cốc chơi đi. Ê, lên cốc chơi đi con. Trang mình hồi muối tắm. Rồi lên trên cốc kia, cốc cho con muỗng tập nhẹ đi. Đi đi. Lên cốc á, cốc quay cho con muỗng tập. Ăn chúng miếng xúc xích cũng ngon nha cả nhà. Ở đâu rồi? Mình mới test đâu chị. Ý làm gì đó? Hả con làm gì vậy? Ăn xúc xích không mẹ cho ăn cây nè. Ăn không? Ăn xúc xích không? Mang mẹ làm hết ạ. Coi như đây nó là sắp xong nha cái nhà. Sắp xong này cái mình sắp hành nha. Để cho bắp nó chín cái mình mới xào. Yến ngồi vậy nè. Ngồi mũi trắng. Là cái gì? Sôi lắm này nha cả nhà. Đây hình quả sắp được nhiêu đây. Để mình xơi cái bắp đây nè. Xíu nha cả nhà. Rồi hơi cây giết con cóc luôn rồi. Chả trong cốc đi. Trời ơi, nó khóa nó kêu nó đi mấy con cốc quýnh mình.
giỏi quá. Trời ơi, đi đi con mép con cóc cho chửi mẹ hay quá ha. Ở đi ra đi cái nồi nước sôi nè. Ừ. Rồi nước xong mình làm bắp xong mình ăn. Xong nguyên liệu rồi nha cả nhà. Xào đơn giản nha cả nhà. Đây hai món này với bắp là rồi. Rồi nó sôi đi, chắc cũng mềm nghe cả nhà. Mình tắt bếp cái mình dắt cái gà đang đi xào nghe cả nhà. Mình đi rửa nghe cả nhà. Mẹ đi rửa. Em sẽ đi rửa chén nha. Làm gì đó. Rồi mình chuẩn bị xào nha cả nhà. Cá bị hèn nè. Nồi mới được, bếp ga mới biết ăn nồi nữa. Ghe mồi mới xài được cái nhà. Mình chế dầu luôn nha. Đi phải nhẹ nhàng lên như tình cảm. Để chiếc tấm mắm này đi nha. Tấm mắm với hôm nha. Đâu ngồi đây.
miếng núi. Rồi mình xào họ nó mình để sức cho mình để hành vô cái rồi nha. Rồi mình xào nãy giờ cũng được nha cả nhà, mình chuẩn bị mình để xúc xích vô rồi hành cho mình cắt bếp mình nha, mình mời cả nhà ăn nha. Làm hai bịch xúc xích nha. Có màu nha cả nhà. Vàng rồi hầm 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 hương hương. Rồi mình chuẩn bị để hành vô luôn nha. Sợ ngứa mình không có để nha. Rồi cũng màu mè cũng đẹp nha cả nhà. Mời cả nhà ra ăn nha. Cả nhà nha. Chuẩn bị ăn bắp, mời cả nhà ăn bắp nha. Cả nhà nha. Bắp ăn bắp xào cả nhà, ăn bắp xào coi. Này có cái bắp. Lên lên lên. Ăn. Ý mời ông bà cô chú ăn nè con. Ăn bắp xào cả nhà ơi, ăn mình cả nhà ơi. Ăn với con. Mời cả nhà ăn miếng bắp xào nha. Rồi mời cả nhà ăn miếng bắp xào. Nhà ơi, bữa nay bé Ý nó khỏe rồi, nó mời ông bà cô chú ăn được rồi. Ngon không con? Ngon không? Ngồi, ngồi xếp bằng lại nè. Ngon không? Bằng hả? Vừa ăn à? Tại sợ bị ngứa nên không có lấy con gút nha cả nhà. Cái này chạy hầm hì quá, bị ngứa, sốt. Cả nhà ơi. Chuẩn bị mưa rồi cả nhà. Cái này chắc chưa vụ mưa rồi. Chưa. Ăn biết đi, con lại đây chơi thôi. Hôm qua ăn ốc xong cái trời mưa luôn. Ăn ốc không trời cũng mưa không biết. Bên kia có lá dừa vàng vàng tưởng đâu cái gì không à. Ngon không con? Ngon con. Mất thích là mình mất thích chưa? Chúc mời ông bà cô chú đi con. Đã mà cô chú ăn như con mèo á. Hôm nay ý hết bệnh rồi, ăn khỏe rồi. Thăm mình xin lai like, tay cho lên trên mình hồi xưa rồi tôi thăm tới cái lỗ tai luôn. Đang ngủ rồi. Cháu quá hồ lô. Khó gì? Cháu quá thì cháu hồ lô như này. Cái chiều khóa. Quá xe. Quá xe. Và tải là chiều khóa hồ lô. Cái miệng làm hết cưng lắm. Làm đâu cho tên. Chị bó hồ lô sao tên. Làm cái làm lại coi. Khóa gì? Yeah. Nó kêu mày có đem mày ăn hả? Nó lại quýt mà chết tía luôn. Ăn không thì hả? Về hàng đem về cháu ăn luôn. Ăn thì ăn với cái mặt ngắt trời ơi ghê à. Hả? Kêu cái qua đây người ăn. Cô ba mời ăn nữa hà. Nói rồi.
Thường hết đúng lúc vừa à. Cô ba mời ăn nữa hà, có lòng mời cô bị quở. Sao mời cũng nói nữa, không mời cũng nói nữa. Mà anh hai, anh hai cũng nấu vậy đó. Xúc xích cho nó kìa. Nè, nó nghe nào muốn cho nó chén, đem vô bánh đi, đặng nó lấy chìa khóa cho cha nó. Ê, để cha nó gầy. Cho anh còn hai yến chén à. Cái một còn hai chén yến chén à. Đầy chén luôn. Đầy chén hai vợ chồng ăn. Ủa kỹ đầy chén luôn nè. Rồi, lên dâm về bánh đi. Hồi nó muốn rồi. Ở đây nè, hồi nó tin đem về cho mẹ ăn nha. Mẹ cha. Muốn sạch á. Thôi con ngồi con ăn đi. Ăn đi, ăn gọi đi hay về con. Ăn gọi đi hay về. Sắp vô đó cho mẹ nó cho cha đó. Cừ ý cừ. Muốn ăn không bốc mà. Nhưng mẹ ăn là bốc luôn rồi. Không ăn mình làm ở nhà mình ăn nó nhiều nữa nha. Còn mua của người ta ăn không đủ. Người ta ngon mà ăn không đủ. Cái con nè. Cái con gì? 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 Cái con anh đang làm gì đứt á? Tại con mà anh hai làm gì đứt là làm sao? Hả? Muốn là sao kỳ vậy? Chuyện lạ. Anh hai nãy giờ bên nhà bến mới qua mình đã vượt. Như anh hai hổm vậy đó. Anh hai bệnh đi chích thuốc mà đuổi ý đó. Đau đuổi ý. Đau đuổi quên là anh hai luôn. Phải không con? Rồi em hoàng con. Giúp ăn thêm đi. Ăn thêm đây. Còn nhiều lắm ăn đi. Chú chích thì nó hết chú chích kìa. Chú chích cho em ăn. Nói video mình cũng dài nha cái nhà. Ờ, à, hay cho mình một like, một đăng kênh cái nhà. Mình kết thúc video luôn nha. Bye cả nhà. Bye bye. 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 Bye.